Xin chào tất cả mọi người, lại là Đi đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đi Tarot Tâm sự cùng người lạ. Ta ra. Ok. Lại một tháng nữa đã trôi qua rồi và chúng ta lại gặp nhau ở trải bài tháng. Ok. Và trải bài của ngày hôm nay đó chính là thông điệp đến từ tháng 8. Ok, vẫn như thường lệ thì Đi có 1, 2, 3 và 4 tụ bài. Nên mọi người hãy chọn tụ bài đi nha. Nhớ là phải tỉnh tâm nè, bình tâm, lựa chọn cái tụ nào mình cảm thấy ưng mắt nhất. Nếu mình cảm thấy ưng mắt 3 tụ thì coi hết 3 tụ, mà 2 tụ thì coi hết 2 tụ, mà 3, 4 tụ thì coi hết 4 tụ, mà thiếu là không có tụ nào hết thì cứ để đó. Rồi đến một lúc nào mình cảm thấy mình động tâm, tức là mình muốn xem thì bước vô đây coi. Ok. Rồi, tiếp tục quay trở lại với cái clip ngày hôm nay thì Đi cũng sẽ gửi lời đến mọi người một chút xíu. Thì ở trong cái tháng 7 á thì các bạn cũng đã vừa qua cũng đã chắc là đã xem về cái clip mà là cái clip kể đi đi nghe. Thì đó chính là cái số đầu tiên của kể đi đi nghe. Và Đi nhìn thấy được rằng là các bạn ủng hộ rất là nhiều luôn. Để có được những sự ủng hộ đó thì một phần là Đi nhờ vào rất là nhiều, bởi là những cái câu chuyện của các bạn gửi về cho Đi nè. Cho nên á, nếu mà các bạn muốn có những cái số tiếp theo như thế á, nên các bạn hãy gửi câu chuyện của mình về cái link của Đi. Thì Đi sẽ đính cái link gửi chuyện ở phía dưới cái phần description. Nên có gì các bạn á nhớ ủng hộ nha. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Ok, tụi bài số 1. Bắt đầu tụi bài số 1 với viên đá thạch anh hồng siêu 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 đẹp ở đây luôn. Thạch anh hồng thì bản chất của nó là đại diện cho tình yêu, mà không biết rằng là hả, trong cái tụ bài này nó có đại diện cho tình yêu hay không nữa. Bây giờ thì để xem nha. Đầu tiên Đia vẫn lấy 4 lá cho những cái gọi là những cái sự kiện sẽ xảy ra trong cái tháng này cho bạn. Wow, Đia xin được sắp xếp lại một chút xíu theo cái trình tự là tốt nhất cho đến không tốt nhất nha. Ok, thật ra là các bạn chọn tụ bài số 1 á, Đia phải cảm thấy là cái tụ bài này nó siêu tốt luôn á các bạn. Bởi vì sao mà nó siêu tốt? Ở đây các bạn có lá star, tức là ngôi sao nè, rainbow tức là cầu vồng, bull là con bò tót nè, và lightning có nghĩa là sấm chớp, sấm sét. Thì ở đây á, cái tia sét nó thể hiện một cái điểm xấu ở trong cái tháng này. Đi sẽ nói cái xấu trước bởi vì cái ván trải này rất là đẹp. Cái xấu đó là bởi vì trong cái tháng này dường như có một vài thứ đến từ môi trường làm việc hoặc là đến từ con người sẽ khiến cho bạn rất là giận dỗi, hoặc là khiến cho cảm xúc của bạn không có được vui vẻ. Không có được vui vẻ nè. Nhưng mà ở đây nó đưa ra một cái lời khuyên đây nè. Control your anger or you will be sorry. Tức là bạn hãy kiểm soát cái cơn giận dữ của bạn đi, không thôi á, là bạn sẽ bị bạn sẽ phải hối hận vì những điều mà bạn đã làm đó. Cho nên là mình hãy cẩn thận một chút xíu ha. Chúng ta tiếp tới với lá con bò mộng ở đây, cho thấy được một cái chuyện á, là bạn sẽ gặp một số cái chuyện khó khăn. Tuy nhiên nè, nó nói rằng nè, do not back down, đừng có bị hạ gục bởi những cái điều đó. Hãy sao? Hãy soul train and fortitude, tức là hãy thể hiện bản thân ra đi, hãy thể hiện cái sức mạnh của bạn, hãy thể hiện cho người ta thấy là cái tinh thần của bạn ra bên ngoài như thế nào, hãy để cho họ thấy là tôi không dễ bị hạ gục đâu. Nhưng mà những cái điều xấu này á, nó sẽ giải quyết được chứ? Giải quyết được bằng lá rainbow. Lá rainbow thể hiện được là the most difficult part in situations is over, tức là có những cái khó khăn trong cuộc sống, những cái vướng ngại trong cuộc sống thì nó sẽ qua đi, giống như là sau cơn mưa thì cầu vồng sẽ đến. Thì đây, rainbow rất tốt ha. Nhưng bạn nhớ nè, mặc dù ở đây cái lá bull nó khuyên mình rằng là hãy thể hiện bản thân bạn, hãy show cho người ta thấy được cái sức mạnh của bạn, hãy thể hiện cho họ thấy đi. Nhưng mà ở đây bạn đồng thời có một cái lá lightning, tức là hãy cẩn trọng, nói chung bạn hãy phải biết thể hiện một cách có chừng mực, không thôi thì mình sẽ phải gọi là sao, phải hối hận vì điều đó đó. Bên cạnh đó chúng ta còn thấy lá gì nữa? Lá star. Cái lá star siêu đẹp, siêu tốt luôn. Cái lá star thể hiện là một cái sự thành công tốt đẹp, hoặc là một cái nguyện vọng nào đó thì trong cái tháng này bạn sẽ đạt được. Cái này là một cái điều hết sức là tốt đẹp luôn. Và Đi cảm thấy được rằng là vừa mới trải bài ra thôi mà cái tụ bài số 1 đã rất là đẹp rồi ha. Chúng ta tiếp tục đến với xem rằng là vậy thì những cái mối quan hệ xung quanh cái tụ bài số 1 này nó có đẹp như những cái sự kiện, những cái dữ kiện trong tháng đưa ra hay không. Ok. Đầu tiên thì Đi thấy có lá Four of Pentacles, lá The Fool, lá Hanged Man, lá Five of Coins và lá Hierophant, lá High Press. Wow. Có lẽ rằng là trong cái tháng này vẫn sẽ có những cái kết nối mới
Ở đây The Fool cho thấy được bạn sẽ có những cái cuộc hành trình mới, những cái kết nối mới. Tuy nhiên The Fool cũng phản ảnh được rằng có thể trong tháng này bạn sẽ gặp một người nào đó mà họ hết sức là ngờ ngợt, hoặc là họ làm cho bạn rất là bực bội. Họ cứ tỏ ra là họ rất là thông thái mà thật sự không phải là vậy. Hoặc cái The Fool này nó cũng thể hiện rằng là bạn sẽ có một cái chuyến trải nghiệm mới với các mối quan hệ mới ngay trong tháng này. Bên cạnh đó thì lá Four of Pentacles cho thấy được là trong cái tháng này bạn sẽ bị ràng buộc bởi một mối quan hệ nào đó. Có thể đó là mối quan hệ bên trong công việc của bản thân mình. Tuy nhiên bạn sẽ được giải tỏa những điều này bởi sẽ có một cái người đến giúp bạn. Rất có thể cái người giúp bạn đó là một người đồng nghiệp hoặc là một người sếp của bạn. Nếu mà bạn còn đang đi học thì có thể đó chính là bạn chung lớp nè, hoặc là thầy cô, hoặc là cô sẽ giúp đỡ bạn cho cái việc học tập hoặc là những cái khó khăn của bản thân bạn. Bởi vì ở đây chúng ta thấy được lá High Priestess. Lá High Priestess này thể hiện cho tri thức, nhưng mà thường nó thiên về nữ hơn. Cho nên là Dia đã nói là có thể rằng là một cái người nào đó là nữ sẽ đến để giúp đỡ bạn vượt qua những cái khó khăn bên trong một mối quan hệ nào đó. Ở đây nhìn thấy lá Hanged Man cho thấy được là trong cái tháng này, cái khó khăn của bạn nó chỉ là tạm thời thôi. Có thể bạn sẽ cạch mặt một vài đứa ra bởi vì nó quá là chảnh chọe, và cái cá tính của bạn thì cũng hơi mạnh đó. Đó. Cho nên rằng là đây Lightning cho thấy được việc là control anger, hãy kiểm soát cái sự tức giận của mình đi. Đó, hãy kiểm soát nó đi. Đây, nó đi với lá Hanged Man, hãy kiềm chế nó lại. Và nhìn thấy được là trong cái tháng này thì các mối quan hệ nó khá là chướng ngại. Nhưng với cái sự chướng ngại của các mối quan hệ này, vậy thì đi nhìn xem công việc của bạn nó có suôn sẻ hay không nhá. Đầu tiên chúng ta mở lá công việc, chúng ta có lá Two of Pentacles ngược. Lá Hanged Man, một lần nữa có lá Hanged Man ở đây nha các bạn nha. Lá Knight of Cups. Lá Five, lá Five of Cups. Và cuối cùng là lá Three of Wands. Tức là bạn vẫn gặp những cái khó khăn. Ở đây nó nói rằng là bạn vẫn có gặp những cái khó khăn. Bạn vẫn sẽ có một cái điều gì đó tiếc nuối bên trong cái công việc của bạn. Rất có thể rằng là trong công việc của bạn, bạn sẽ gặp một cái chướng ngại đến từ một cái chàng trai. Một anh chàng hoặc một cái người đàn ông mà trẻ, một người nam trẻ tuổi sẽ gây cái chướng ngại cho bạn. Tuy nhiên rằng là ở đây lá Three of Wands cuối cùng cho thấy được rằng nó vẫn sẽ giải quyết được thôi. Vẫn sẽ có những cái cách để hướng đến một cái kết chung có lợi cho cả hai người. Ok. Cho nên rằng là cái ván trải này tại sao đi nó tốt, bởi vì đến cuối cùng bạn có một cái ổ khóa và bạn tìm ra được cái chìa khóa, bạn cởi mở ra được hết tất cả những cái điều khúc mắc, những cái điều chướng ngại của bạn trong cái tháng này. Cho nên đi nghĩ rằng đây là một cái ván trải khá là hay, đây là một cái tháng khá là hay của những người nào chọn cái tụ bài số 1. Riêng đi thì đi không có chọn tụ bài này. Ok. Rồi, tiếp đi lấy một cái lá bài từ trong một cái bộ bài Oracle để đưa cho các bạn một cái thông điệp từ cái tháng này. Thông điệp từ tháng này đó chính là lá B, con ong. B, power, với cái thông điệp là power, tức là sức mạnh. Ở đây các bạn nhìn thấy ở trong cái mạng đà la, đây một cái hình tròn tròn á, có hình tam giác. Tam giác là một cái ký tượng dành cho nguyên tố lửa, mà lửa thì nó thiên về action, tức là thiên về hành động. Cho nên hãy kiểm soát những cái hành động mình một cách tốt nhất. Và power nhìn cho thấy được rằng là đôi khi bạn phải biết kích cái năng lượng bạn lên, và đôi khi các bạn cần phải biết dèm cái tôi cũng như cái năng lượng của bạn xuống một chút xíu, để mọi bên sẽ dĩ hòa chi quý. Bên cạnh đó thì hình ảnh con ong nó còn gắn liền với việc là sự chăm chỉ nữa các bạn. Nên có thể rằng là với những cái thứ như là các mối quan hệ và công việc, thì chăm chỉ đây thì Dia sẽ sử dụng một cái từ mà nó mở rộng ra một chút xíu ha. Đó là cái sự chăm chút và sự tập trung cho một cái điều gì đó. Bạn đổ dồn nhiều công sức vào nó thì có nghĩa là sự chăm chỉ. Kiểu như là bạn sẽ chăm chút cho các mối quan hệ bạn hơn, bạn sẽ chăm chút cho những cái khó khăn trong trong công việc bạn hơn, và bạn sẽ biết spend, tức là bạn biết đổ cái sức của bạn vào trong những công việc đó một cách thật sự hợp lý. Ok, tụ bài số 1 kết thúc. Ok, tụ bài số 2 bắt đầu. Tụ bài số 2 với viên đá Lapis Lazuli hết sức là lóng lánh ở đây. Chúng ta hãy xem rằng là cái tháng 8 này nó có gì cho những bạn chọn tụ bài số 2 nha. Ok, đầu tiên, wow, đi xin được phép xếp theo thứ tự là xấu cho đến tốt ha. Và đi sẽ giải những cái xấu trước. Ok, hãy cẩn thận một chút xíu, bởi vì rằng là trong cái tháng này đi nhìn thấy được rằng là bạn gặp rất là nhiều kẻ thù. Bạn gặp rất là nhiều những cái người đến ngán đường bạn. Thật sự là cái điều này không hay ho tí nào hết luôn á. Cả cái lá Younger Woman ở đây nó cũng chứa một cái điều hết sức là nguy hiểm. Thường các lá mà con người ở trong bài trà thì nó là một lá trung lập, nó không tốt hoặc là không xấu. Cho nên là đi chỉ biết nói với các bạn rằng là hãy cẩn thận một chút xíu với những cái người nữ mà trẻ tuổi hơn bạn. Thì ở đây gọi là Younger Woman, bởi vì không biết là họ sẽ đem đến những cái điều phiền toái, hay sẽ giúp bạn cới nới ra, hoặc là giúp bạn thoát khỏi những cái sự
không không hay ho, không may mắn của những cái điều xung quanh. Bởi vì bạn có cái lá Vultures đây, tức là cái lá của con chim cần cần, thì nhìn cho việc được là bạn đang bị kẻ thù vây quanh. Và cái con cần cần nó đại diện cho những kẻ ăn xác thối, cho nên rằng là nó sẽ kiểu là đục nước béo cò các bạn. Thế kiểu là có thể trong cái tháng này bạn sẽ gặp một cái chuyện gì đó, và những cái người này đang nhìn, đang theo dõi bạn, đang đi theo cái bước đi của bạn, chỉ đợi chờ mày sụp hố một cái là tụi nó trời đó ca, chị ba, chị bảy, chị tám, chị năm, chị chín nha, nó kéo vô một bài cái nó cắn, nó xé, nó ăn thịt đó. Thì đây cái lá Vultures. Còn ở đây cái lá Younger Woman cho thấy được rằng là rất có thể cái Younger Woman này nó chính là con cần cần này, nó chính là cái con mẹ, nó chính là cái con nhỏ nhiều chuyện, ok, hoặc nó sẽ là con Grasshopper. Thì cái Grasshopper này có thể là cái người này sẽ đến để giúp bạn vượt qua những cái khó khăn trong trong cái điều này, những cái khó khăn trong cuộc sống. Thì đi cũng hy vọng đó là cái người đến để giúp đỡ hơn rằng là cái nó là đến để cái này ha. Bởi đơn giản là trời ơi, nó một đứa con gái mà trẻ tuổi thì người ta gọi là trẻ trâu đó. Gọi là trẻ trâu đó. Ok, mà này gọi là trẻ cần cần nha mọi người. Rồi, chúng ta tiếp tục đây, chúng ta cái York. York nó thể hiện việc rằng là trong cái tháng này bạn sẽ cảm thấy bạn hơi bị down mood một chút xíu, nhưng mà bạn sẽ sớm lấy lại được cái tinh thần của bạn thôi, nên cũng không cần phải quá lo lắng về cái mảng này. Tiếp, bạn có lá Grasshopper, lá của con cào cào, con châu chấu thì nãy đi cũng nói rồi đó. Cái lá này có nghĩa là bạn sẽ vượt qua khỏi cái khó khăn của bạn rất là nhanh chóng bằng cách là giữ thế cân bằng. Ok, rồi bạn sẽ giữ những cái thế cân bằng. Cân bằng là như thế nào? Tức là hãy khiến cho cuộc sống của bạn á, bạn hãy gọi là kiềm chế cơn giận dữ của bạn lại, hoặc là hãy kiềm chế đám đông lại, hoặc là khi mà bạn biết một cái chuyện gì đó xảy ra thì bạn hãy tìm cách khống chế nó, đừng để cho nó lan rộng quá rộng. Ok, tiếp đó là những cái gọi là những cái cột mốc trong cái tháng, những cái sự kiện trong tháng. Thì hãy xem là các mối quan hệ xung quanh bạn trong cái tháng này nó sẽ như thế nào một cách rõ ràng hơn nha. Wow, rồi tháng này bạn có thị phi chắc luôn bạn ơi, chắc luôn. Ten of Swords, quá trời thị phi, mà rất có thể cái sự thị phi này sẽ đến từ trong công việc của bản thân. Bởi vì ở đây đi nhìn thấy được rằng là bạn đang có một cái công việc gì đó mà bạn đang cần làm việc nhóm, bạn đang cần làm việc nhóm, nhưng bản chất của bạn hoặc là bản chất của cái môi trường xung quanh bạn á là một môi trường khá là bảo thủ, khá là bảo thủ ha. Mặc dù là các bạn cũng muốn mở lòng ra, các bạn cũng muốn làm việc nhóm đó, nhưng mà có cái là bạn cứ cả môi trường này và cả bạn luôn là những người quá là bảo vệ khư khư cho cái tôi bản thân, cho nên rất là khó làm việc chung. Cho nên những cái mối quan hệ xung quanh của bạn á được nhấn mạnh rất nhiều trong cái tháng này, đó chính là các mối quan hệ trong công việc. Và bạn nên cẩn thận bởi vì bạn có lá Ten of Swords đây, nát như tương, bươm luôn, rất bươm luôn nè các bạn. Đó, Ten of Swords, 10 kiếm, rất bươm luôn, lời ra tiếng vào ha. Tụi nó nói xấu, rồi tụi nó dàn dựng, rồi tụi nó lâm la. Đặc biệt ở đây bạn còn có một lá là Page of Wands. Lá Page of Wands này có nghĩa rằng là hồi nãy đi có nói rằng là bạn hãy cẩn thận với một con nhỏ, con gái trẻ tuổi đây, Younger Woman này. Thì lá Page tương đương với cái giới tính nữ nhưng mà trẻ tuổi nha các bạn. Cho nên ở đây nó cũng đã đưa ra một lần nữa một cái gọi là một cái dấu hiệu cho các bạn để các bạn cẩn thận đối với những cái đối tượng nữ. Ok, như vậy để xem trong công việc các bạn như thế nào ha. Quá trời nát rồi, thì bây giờ chúng ta phải xem tới trong công việc. Chúng ta có lá Six of Swords nè, lá Ace of Cups ngược nữa nè, lá Jokerman rồi, chết ngắt luôn bạn ơi, lá Ten of Wands, my god, và lá Santa Muerte. Ok, lá đó là lá The Death đó mọi người, đọc cái lá đó muốn mệt, muốn trẹo qua hàm luôn. Rồi, lá Swords. Lá Swords thể hiện việc đó là Swords là kiếm, sáu kiếm ngược ở đây cho thấy được việc là có thể là cái câu chuyện công việc của bạn á, nó sẽ có cái sự tiến triển, nhưng mà tiến triển này nó là tiến triển theo một cái mặt xấu chứ không có tốt tí nào cả. Có những câu chuyện bị bàn quá xa xôi. Tiếp, lá Ace of Cups cũng bị lật ngược xuống cho thấy là trong công việc, trong bạn, công việc của bạn trong cái tháng này á, nó sẽ gây khó gây dễ cho bạn rất là nhiều. Và đặc biệt với cái lá trước của mình ở giữa cho thấy được việc là wow, dường như là có rất là nhiều những cái mụn bọc, gọi là những cái mụn bọc không hay ho trong cái công việc của bạn, cũng như là trong cái mối quan hệ dính liền với công việc của bạn, nó đã chín rồi. Và đến cái tháng này nó đã đến cái thời gọi là bung nổ, bung xòe, nổ tung, được nặng ra, được trào phúng ra đó, chính xác. Nên cái chất của mình là tự nhiên đâu á hả, nó đào bới lên hết bao nhiêu mụn nhọt, bao nhiêu chuyện từ xưa đến nay cái tụi nó đem đào ra hết. Thì đi không biết cái này gọi là xấu hay là tốt, nhưng mà giống như giải quyết một lần cho xong á. Và trong công việc thì bạn sẽ gặp một cái chuyện, một vài, nói chung là trong công việc trong tháng này thì đi nhìn thấy được rằng là bạn rất là nặng nề luôn. Ở trên đây các mối quan hệ nhắc tới công việc mà đã Ten of Swords, tức là thị phi ra vào, mà thêm nữa là Ten of Wands ở đây cho thấy được việc là bạn sẽ có rất nhiều những cái gánh nặng, những cái trách nhiệm bạn phải mang vác. Tuy nhiên dần đến cuối tháng thì đi nhìn thấy được có những cái sự thay đổi tích cực hơn. Và có thể là sự thay đổi này là dạng giống như là
các bạn moi ra, nhưng không phải là các bạn để đó rồi các bạn dè biểu nhau, mà các bạn muốn các bạn moi ra để các bạn giải quyết vấn đề. Và Đi cảm thấy là Đi rất là đánh giá cao cái điều này luôn, các bạn moi ra để giải quyết vấn đề. Và Đi có lấy một cái lá bài để đưa ra một cái lời khuyên cho các bạn. Đó chính là cái lá bài White Tiger, hổ trắng, với cái thông điệp là Vision. Vision tức là tầm nhìn, hướng nhìn, hoặc đôi khi đó có nghĩa là một cái gì đó hơi ảo mộng quá. Cái Vision này á, cái hướng nhìn, cái tầm nhìn này á, thì Đi xin được dịch một cách thoáng một chút xíu, đó chính là các bạn cần phải có cái sự nhìn xa trông rộng, ước lượng trước khi mà các bạn cần phải làm một cái chuyện gì trong cái tháng này. Bởi vì cái lá White Tiger này á, với cái ký hiệu hình tròn ở đây đó, thì cái ký hiệu hình tròn này nó có ý nghĩa là spirit, tức là linh hồn á. Linh hồn ở đây nó có nghĩa rằng là cái sự tâm linh tương thông nè, hoặc là nó có nghĩa là nghiệp báo của bản thân bạn nữa. Cho nên là cái lá Vision này là hãy nhìn xa trông rộng một chút xíu, hãy rào trước đón sau một chút xíu, làm gì nên nhớ nên cẩn thận một chút xíu nha mọi người nha. Ok, tụ bài số 2 kết thúc. Ok, tụ bài số 4 với viên đá Reservoir màu cam. Ok, chúng ta hãy xem rằng là trong cái tháng này thì tụ bài số 3 này nó sẽ có gì ha. Đầu tiên Đi sẽ lấy 4 lá bài đến từ bộ bài trà để xem các cái sự kiện, những cái dữ kiện quan trọng của tháng này nè. Đi sẽ xếp nó theo thứ tự là 6 cho đến tốt dần ha. Ok, ở đây Đi nhìn thấy được một cái lời khuyên ở cái lá scale. Cái lá scale này thể hiện việc là bạn nên giữ cái cuộc sống của bạn trên một cái mức thăng bằng. Nếu mà dịch một cái kiểu như vậy á, thì nó bị sao ta, nó bị thô lỗ, nó bị cộc cằn, nó không có ý nghĩa á. Thì chúng ta cần phải dịch nhẹ nhàng thôi. Tức là trong cái tháng này có khá là nhiều những cái biến động, thì bạn nên bình tĩnh trước những cái biến động đó nhé. Bởi vì tại sao Đi lại nói là có nhiều biến động và nên bình tĩnh? Đầu tiên các bạn có lá Knot. Cái lá Knot, cái lá này có nghĩa rằng là bạn sẽ có một vài cái rắc rối nhỏ dẫn đến một vấn đề là bạn sẽ không làm được một cái chuyện gì đó, hay còn gọi là unsuccessful plans. Tức là unsuccessful là không có thành công, plan là một cái kế hoạch nào đó sẽ bất thành, không có thành được. Nhưng mà bạn nên nhớ knot tức là chỉ là một cái nút thắt nhỏ thôi, cái knot nó chỉ là một cái nút thắt nhỏ thôi. Cho nên rằng là cái lá này thì là không thành công nhưng nó cũng chỉ nhỏ, nó không có thật sự quá là quan trọng đâu bạn. Cho nên cái scale này sẽ thấy là bạn cần nên bình tĩnh, bạn cần nên giữ một cái thái độ cân bằng trước những cái sự thay đổi của cuộc đời. Dù cuộc đời nó có tán bạn cỡ nào thì cũng hãy giữ một cái thần thái như là đi catwalk vậy các bạn. Ok, ok, tiếp chúng ta có lá older man, một người đàn ông lớn tuổi. Nhưng mà Đi cũng xin nhắc lại là những cái lá bài trà, lá nào là lá con người nè, thì thường nó sẽ mang cái ý nghĩa trung lập, nó không tốt và cũng không có xấu. Cho nên rằng là khi mà các bạn bóc cái lá này thì Đi chỉ biết được một cái lời khuyên thôi, là các bạn nên cẩn trọng trước những cái người đàn ông mà có thể là họ lớn tuổi hơn bạn, có thể họ bằng tuổi cha chú của các bạn, bằng tuổi ông, bằng tuổi cha chú bác của các bạn. Chứ lớn hơn mà kêu bằng anh thì vẫn chưa nha. Bằng cha chú bác là older man, mà một người đàn ông lớn tuổi, một người đàn ông khá là chững tuổi và hơi già, hơi trung niên rồi đó, thì hơi nên cẩn thận với họ. Có thể trong cái tháng này người này sẽ xuất hiện, hoặc đây là một người đã xuất hiện từ lâu rồi và trong cái tháng này sẽ có một cái sự tác động trực tiếp đến bạn. Nhưng mà Đi hy vọng là người này sẽ tác động để gỡ cái nút thắt này ra cho bạn. Bởi vì ở đây Đi nhìn thấy được có một cái lá là lá carrot, lá gọi là củ cà rốt đó mọi người, củ cải đỏ. Opportunities or windfalls. Windfalls có nghĩa là cái gì? Windfalls có nghĩa là từ trên trời rớt xuống đó mọi người. Cơ hội bất ngờ, một cái cơ hội nào đó rất là bất ngờ, một cái định mệnh bất ngờ tự nhiên rớt trúng đầu bạn và bạn có được cái cơ hội đó, thì nghe rất là hấp dẫn ha. Để xem tiếp tục cái sự hấp dẫn của cái tụ bài số 3 này như thế nào thì Đi sẽ trải tiếp những cái ván bài về mối quan hệ của những người này. Đầu tiên Đi nhìn thấy có lá The Chariot nè, lá tiếp theo có lá Judgment, lá giữa có lá Five of Wands ngược, Ace of Wands ngược nè, và cuối cùng là lá Page of Pentacles. Khẳng định luôn trong cái tháng này, trong cái tháng này thì có thể là trong cái tháng 7 vừa qua và giao thoa qua bên cái tháng 8 thì các mối quan hệ của các bạn nó tiến triển khá là tốt đẹp và có cái gì đó đi rất nhanh trong các mối quan hệ của các bạn. Có thể bạn gặp được một người mới và rồi cái người này gây cho bạn một cái cảm xúc tò mò đến nỗi là bạn thúc đẩy mối quan hệ rất nhanh chóng. Tiếp tục với lá Sugarman cho thấy được việc là có thể là trong cái tháng này bạn cũng sẽ gặp một số cái sự rắc rối về việc để đi phán xét ai đó, hoặc là bạn sẽ có cái sự nhận xét ai đó, hoặc một ai đó sẽ nhận xét về bạn. Nhưng mà Đi nhìn thấy nó hết sức là bình thường. Hoặc là Sugarman nó thể hiện việc là các mối quan hệ của bạn trong cái tháng này dường như có một cái mối quan hệ nào đó đã sắp chín mùi lắm rồi, và nó sắp đem đến cho bạn một cái sự
bất ngờ nào đó. Cái chín mùi ở đây các bạn nên hiểu rộng ra, cái chín mùi nó có nghĩa là tốt hoặc là xấu. Thì đi sẽ dịch là tới thời đi, nó đã tới thời lắm rồi, nó cần có một cái gì đó để làm rõ nó ra. Do rằng là đây là một ván bài chạy chung cho nên đi không thể đi vào một cách quá chi tiết đến từng thứ một. Ở đây đi nhìn thấy được lá Checkerman nè. Checkerman thì nó cầm một cái kèn. Cái kèn thể hiện là một cái sự truyền thông á các bạn. Kèn nó thể hiện cho lời nói, một cái tin nào đó nó sẽ bất ngờ đến với bạn. Và cái tin này á thì thường là một cái tin hết sức là giật mình, kiểu như bạn sẽ không ngờ được, bạn sẽ rất là bất ngờ khi nghe cái tin này. Hoặc là cái Checkerman, nếu mà dịch một cách trần trụi ra, nó có nghĩa là ngày phán xét. Thì đi xin được dịch một cái nhẹ nhàng thôi, đó là sự phán xét ha. Sự phán xét, phán xét đây có thể là sự đặt để phán xét qua lại lẫn nhau nữa. Cho nên là nếu các mối quan hệ của bạn á có xuất hiện Checkerman, tức là có thể đâu đó bạn có cái sự phán xét, hoặc cái người bạn còn lại của bạn, cái người mà được nhắc tới trong cái lá bài này, sẽ có sự phán xét đến bạn và bạn hay được cái tin đó. Tiếp, lá Five of Wands, rất có thể bạn sẽ có một vài cái sự tranh luận, một cái sự cãi cọ nào đó, nhưng mà đây là sự cãi cọ không đáng có nha các bạn, không đáng đến mức để mà các bạn phải làm lớn chuyện. Cho nên hãy là dẹm cái nư lại. Đó, dẹm cái nư lại. Không thôi là bị giả vô cái mu bàn tay nha các bạn nha. Đó, dẹm cái nư của mình lại. Cái nư, cái nết đó, cẩn trọng quá là minor minor đi. Đó, tiếp tục. Chúng ta có lá Page of Pentacles và lá Ace of Wands cho thấy rằng là các mối quan hệ xung quanh của bạn nhìn chung thì nó vẫn thế, nó vẫn đem đến cho bạn những cái lợi ích nhất định, và có thể là bạn sẽ có một người bạn mới trong công việc hoặc trong việc học tập đấy. Ok, tiếp tục ha. Chúng ta xem rằng là vậy thì cái việc học tập nè, hoặc là công việc nè, hoặc là tiền bạc của bạn thì trong cái tháng này nó có ổn hay không. Wow, chúng ta có lá gì ạ? Chúng ta có lá The Wheel of Fortune nè, lá Eight of Swords, lá King of Pentacles ngược, và lá The Tower, cuối cùng lá The Moon. Oh my god, cẩn thận về mặt tiền bạc nha các bạn ơi. Cẩn thận rất nhiều về mặt tiền bạc của bạn nhé. Bởi vì rất có thể về mặt tiền bạc hoặc công việc của bạn trong tháng này thì nó có vẻ không tốt cho lắm. Bạn có thể bạn sẽ bị mất một số tiền, hoặc là trong công việc các bạn sẽ không thành công ở một vài thứ gì đó. Thì đây đi cũng nói rồi, bạn nên nhớ giữ cái bình tĩnh trước những cái sự khó khăn này. The Tower thể hiện là một cái sự sụp đổ nào đó, nhưng mà ở đây bài trà cũng đã dự báo đến cái sự sụp đổ rồi, nó là một cái nút thắt thôi. Một cái nút thắt thì chúng ta không đáng đi nói tới ha. Bên cạnh đó thì tại sao đi lại nói các bạn nên cẩn thận, ở đây chúng ta có lá Eight of Swords, cẩn thận về công việc nè. Đó có thể là tiền đi đôi với cái lời nói của bạn á, khi mà bạn quyết định một cái gì đó thì bạn sẽ bị mất tiền một cách rất là trắng trợn, và bạn bị mất tiền một cách rất là không có đáng á. Và The Wheel of Fortune này thì kiểu là thôi thà mất tiền đi nha bạn. Ok, thà mất tiền đi nha, bởi vì đây là một cái điều hiển nhiên. The Wheel of Fortune là cái lá mà đi rất là cảm thấy rất là hứng thú khi dịch, bởi vì đi mà dịch cái lá này thì đi hay sử dụng cái tầng nghĩa đó là thuận theo tự nhiên, hoặc là nó đáng lẽ ra phải như vậy, hoặc là ý trời. Thì đi sẽ nói rằng là ý trời rồi, công việc của bạn trong cái tháng này tiền bạc thì cũng thấy không được có nhiều hết, thấy không có được nhiều hết, mà còn mất tiền, mất lên mất xuống nữa, mà còn hả có những cái sự hoài nghi nhau trong công việc nữa. Nhưng mà thôi, đó là ý trời rồi thì hãy thuận theo thôi. Bên cạnh đó thì đi có lấy một cái lá bài đến từ một bộ bài Oracle để dự báo cho các bạn một cái thông điệp đến từ cái tháng 8 này. Ta-da! Đó là lá Apaka. Thì đây là cái con lạc đà châu Mỹ nha các bạn. Cái con mà hỏi mà nó điên lên là nó phun nước miếng vào mặt ta vô duyên. Thì ở đây là có một cái chữ tên là curiosity, có nghĩa là sự tò mò. Sự tò mò, tại sao lại là sự tò mò ạ? Mà sự tò mò lại đi với cái lá này và với cái hình ở giữa này, cái huy hiệu này nó đại diện cho hành động, nó đại diện cho nguyên tố lửa và hành động. Cái tò mò này á, cái thông điệp trong tháng này dường như bạn sẽ có rất là nhiều thứ tò mò đây. Vậy thì bây giờ đi sẽ càng làm rõ hơn được cái lá The Moon ở đây. The Moon thể hiện cho việc rằng là sự mờ mịt, thiếu trung thực, hoặc là một cái gì đó rất là mờ ảo, bạn không thể hiểu nó được, một cái gì đó bị che giấu đi. Cho nên sự tò mò có nghĩa là bạn muốn vạch trần nó ra, hoặc là bạn muốn nhìn rõ một cái vấn đề gì đó. Cho nên là lá cái con mà lạc đà châu Mỹ này á, cái con phun nước miếng nhà người ta nè, đó thì bạn cũng nên cẩn thận một chút xíu, cẩn thận với chính những sự tò mò của bản thân bạn nhé. Ok, tụ bài số 3 kết thúc. Ok, tụ bài số 4 bắt đầu. Tụ bài số 4 với viên đá thạch anh trắng trong một viên đá tinh khôi như tâm hồn của Đia gì đó các bạn. Thì đây cũng chính là cái tụ bài mà Đia chọn luôn, để xem là Đia và các bạn chọn tụ bài này thì nó có hên không ha. Ok, đầu tiên chúng ta nhìn thấy lá cái bình jug, lá crown vương miện, lá man. Ok, Đia sẽ để lá man ở đây, lá man không có man,
đi hay bị đọc phụ âm cuối D á mọi người, kiểu đĩ đĩ á, kiểu bitchy á, đi cực kỳ mê crack queen luôn. Cho nên cái cách nói chuyện của đi nó sẽ hơi là bitchy một chút xíu nên các bạn thông cảm nha. Tiếp, ở đây chúng ta có lá gì ạ? Cái bình, cái vương miện, người đàn ông và quả táo. Đi sẽ nói từ cái xấu cho đến cái tốt ha. À, đi đổi cái này lại, đi nghĩ cái này sẽ tốt hơn. Ok, đầu tiên đối với cái quả táo thì đi sẽ dịch như thế này. Trong cái tháng này bạn sẽ có một cái thử thách. Cái thử thách này có thể thiên về mặt tâm linh, hoặc một thử thách từ một người bạn, hoặc thử thách trong công việc đến với bạn. Tuy nhiên khi mà bạn vượt qua được cái thử thách này á, thì bạn sẽ có được một món quà đó nha. Cái thử thách này á, tại sao lại là một cái quả táo mà với con rắn ở đây? Thật ra cái quả táo và con rắn á, nó đến từ một cái câu chuyện. Nó đến từ câu chuyện của sự cám dỗ mọi người à. Một cái sự cám dỗ. Cho nên cái thử thách này Dia sẽ dịch nè, nó là đến từ cái sự cám dỗ nhiều hơn. Có thể là đến từ cái sự tò mò của chính bản thân bạn, hoặc là đến từ cái việc là bạn nó có một cái gì đó thôi thúc bạn phải làm một cái chuyện gì đó. Thì bạn cần phải vượt qua được cái thử thách này. Đôi khi bạn cần phải bắt tay vào làm. Tùy theo từng câu chuyện của mỗi người ha. Đôi khi bạn cần phải đánh giá cái thử thách này, bạn nên làm hay không nên làm. Đôi khi là bạn nên và đôi khi là không. Thì đối với cái lá apple á, đối với đi là thôi, cái thử thách nào đến á mà có lá này thì thôi đi sẽ chấp nhận là đi yên ở nhà chứ đi không làm gì hết đâu. Rồi tiếp, chúng ta có lá men. Ở trong cái lá bài trà thì đi cũng sẽ nói luôn, cái lá nói về con người thì đó chính là những cái lá trung lập, cho nên là nó không đúng, không sai, không tốt, không xấu. Cho nên à, ok, lá men. Dealing or relationship with a man. Dealings or relationship with a man có nghĩa rằng là bạn sẽ có một cái mối tương quan, một mối quan hệ với một người đàn ông. Một người đàn ông. Ok, vậy thì chúng ta nhìn thấy được là bạn sẽ có một cái mối tương quan một người đàn ông. Có nghĩa là như thế nào? Có thể cái người đàn ông này sẽ đến đem cho bạn cái bài test, một bài test nào đó, hoặc cái người đàn ông này sẽ là cái người cho bạn một vài thứ khác nữa, hoặc là cái người đàn ông này sẽ là một cái người bạn, một người thầy, một người anh mới xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Ok, rất là thú vị ha. Tiếp, cái lá trước này. À, mà bạn nào mà đang khát tình quá đó thì kiểu là ế lâu năm rồi đó, bây giờ là mất cái giá luôn à, dục cái nết ở nhà, dục cái liêm sỉ luôn đó mọi người. Thì đây, rất có thể nếu mà các bạn muốn thì đi hoàn toàn hay gì là wow, các bạn sắp có một đối tượng mới nha. Nhưng mà có cái là đây là dành cho những bạn chị, bạn gì hoặc pere thì ok nha. Còn không thì chúng ta phải dịch đó là đối tác hoặc là người bạn hoặc người anh thôi. Ok, tiếp chúng ta có lá trước, lá cái bình. Thế vì là bạn sẽ có một khoảng thời gian tự dành cho bản thân mình để take care bản thân, hoặc là sẽ đi chơi, đi đâu đó chơi. Ok, thì nếu mà ra lá này thì khá đúng với cái dự định của đi luôn á mọi người. Thì đi đang định là tháng 8 này đi sẽ có một cái kỳ nghỉ, một cái kỳ nghỉ ngắn với cái đội ngũ của đi, với những bạn đang đã và đang giúp đi làm cái kênh này. Tiếp, cái lá crown, cái lá vương miện. Vương miện thể hiện vì là sẽ có rất là nhiều người đến và tôn trọng bạn, hoặc là họ sẽ đến và để tán thưởng bạn, hoặc là những cái việc bạn làm á gây ảnh hưởng tới những người khác xung quanh một cách rất là tích cực, và họ đến để khen thưởng, hoặc họ đến để công nhận cái khả năng của bạn. Và đi cảm thấy đây là một cái lá tốt nha các bạn nha. Ok, mới mà hả mở bốn cái lá bài này ra mà nghe như đó thì là mát lòng mát dạ gì đó. Cho nên bây giờ chúng ta tiến tới với các mối quan hệ. Đầu tiên chúng ta có lá The Sun, Queen of Swords, lá Page of Swords, lá Ace of Cups, và cuối cùng là The Magician ngược. Ok, đi sẽ dịch như thế này ha. Trong cái tháng này thì các mối quan hệ của bạn vẫn là khá là tốt. Bạn vẫn sẽ có những cái chuyến đi chơi, hoặc là bạn sẽ có một cái gì đó rất là vui trong cái tháng này. Tuy nhiên trong cái tháng này thì bạn cũng gặp một vài cái sự rắc rối, thì kiểu là bạn cứ bị một ai đó trêu ngươi, hoặc là bởi vì cái cá tính quá khó khăn của bản thân thì trong một cái vài vấn đề nào đó bạn gặp một cái con nhỏ nó hơi vụng về và cảm thấy bực bội bởi nó mà thôi. Nói chung là cũng từ cái nết của bạn ra đó. Đây nè, Queen of Swords nè. Thì nhìn thấy được vì là tại vì con nhà người ta vậy, xong mà tự nhiên cái mối quan hệ của bạn xấu đi là nhờ bạn luôn á, là nhờ bạn khó khăn á. Mà cái lá này ngay cái bán trẻ của tôi thì nó đúng quá luôn á thiệt á, bởi vì tôi hơi khó khăn á các bạn. Tiếp, chúng ta có lá Ace of Cups và lá The Magician, cho thấy được là các mối quan hệ trong cái tháng này thì vẫn rất là tốt đẹp, vẫn di chuyển, vẫn đi theo cái cách mà bạn và là điều khiển nó. Wow, tốt ha. Vậy thì còn công việc thì như thế nào ? Đầu tiên chúng ta có lá Five of Wands, xem chừng có sự cãi vã nha. Nhưng mà sự cãi vã là cãi vã nội bộ, thì chắc là đi phải về xem lại nội bộ của đi như thế nào rồi. Ok, tiếp ha. King of Swords, ok. Two of Wands, định hướng. Eight of Pentacles, chăm chỉ. Và cuối cùng là Ten of Pentacles, oh my god. Có vẻ rằng là trong cái tháng này về vấn đề công việc của bạn rất là tốt luôn nha. Về nhất là về mặt tiền bạc á. Nè, chăm chỉ là có tiền, hoặc là trong cái tháng này bạn sẽ có tiền, hoặc là bạn đang đầu tư một cái chuyện đó, gì đó. Nhưng mà ở đây, nhất quyết là bạn sẽ có tiền nha. Ten of Pentacles nha mọi người, 10 tiền nha mọi người. Và ở giữa chúng ta thấy công việc của bạn này, có thể trong cái tháng này, kể cả bạn hoặc là Dia sẽ nhảy ra một vài ý tưởng mới, hoặc là sẽ có một cái hướng đi mới cho một công việc của bản thân mình. Ok. Và Dia có lấy ra một cái lá bài cho một cái gọi là một cái thông điệp cho cái tụ bài này.
Glass Frog. Con H Glass Frog. Cái lá này mang chữ là healing, healing, healing. Và cái ký tự của nó ở đây đó, nếu các bạn nhìn rõ hình tròn tròn, đó chính là ký tự cho spirit, tức là linh hồn đó mọi người. Thì có thể là trong cái tháng này bạn sẽ có nhiều cái vấn đề liên quan đến việc đi chữa lành và được chữa lành. Giống như cái lá trước này là free time, cũng là một cái cách để tự chữa lành, cũng tự healing mình, cũng tự cho mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi đó mọi người. Và tiền, đó, bao nhiêu mệt mỏi chỉ cần đập tiền vô mặt là ok nha mọi người. Đó, healing, healing nè. Thì hãy cẩn thận một chút xíu, bởi vì đi nhìn thấy được rằng á, những cái rắc rối trong cái tháng này đa số đến từ cá nhân của bạn mà thôi. Cho nên rằng là ok, keep calm, ok, bình tĩnh nha mọi người. Bình tĩnh sống sót qua tháng 8 nha mọi người nha. Vậy bây giờ thì ván trải của tụi bài số 4 kết thúc. Ok, vậy thì ván trải của tụi bài số 4 đến đây cũng đã kết tụi bài tháng 8 đến đây cũng đã kết thúc rồi nha mọi người. Và trước khi mà đi đóng cái này lại thì đi thật sự phải gửi lời cảm ơn. Tại sao mỗi clip đi đều phải cảm ơn mọi người? Bởi vì thật sự là đi cảm thấy là mọi người spend thời gian, mọi người bỏ thời gian ra để xem đi á. Và đi cực kỳ biết ơn luôn, bởi vì là bên cạnh đi thì có rất là nhiều những cái lựa chọn khác nữa, nhưng các bạn vẫn chọn kênh của đi. Vậy thì các bạn xem đi rồi á, nếu mà các bạn cảm thấy hay hoặc cảm thấy đi thú vị á, thì các bạn có thể nhấn like, share hoặc là subscribe kênh channel của đi, bởi vì những cái điều này á sẽ là những cái động lực rất là to lớn để mà giúp đi tiếp tục ra video cho mọi người nữa. Và bên cạnh đó thì đi cũng xin nhấn mạnh lại, nếu mà bạn nào muốn cái kể đi đi nghe có phần 2, thì các bạn nhớ rằng các bạn hãy gửi câu chuyện của mình về kênh của đi nha. Thì đi có đính cái link để bạn gửi bài á ở phía dưới cái phần description á. Thì cái đó là một cái link rất là nhỏ thôi, các bạn hoàn toàn có thể kể một cái câu chuyện ngắn hoặc là chỉ là kể cho đại khái thôi, thì bên đi sẽ edit lại, tức là bên đi sẽ biên tập lại cho các bạn, không sao hết nha. Còn bây giờ thì clip cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi. Đi cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong đi tao rất tâm sự cùng người lạ tập tiếp theo. Bye bye.